Hello, chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ đi xem phim. Bởi vì hôm nay là ngày thứ sáu, ngày gọi là Fun Friday. Đó, mình đi xem phim với bạn. Thì trước hết thì mình sẽ ngồi cà phê ở Starbucks. Chờ tới giờ phim là tới 10 giờ rưỡi lận. Đó, giờ mình ra bắt đầu chuẩn bị đi mua vé nè. Đó, đi mua vé. Đây là khuôn viên của rạp chiếu phim. Đó, box office. Đây, đây là rạp chiếu phim. Maya Cinemas. Đấy. Chờ mua vé, xếp hàng chờ mua vé. Ok. Nay sẽ là một ngày xem phim rất là đó, đây là ly cà phê của mình. Rất hồi hộp, lâu rồi không đi xem phim. Xem phim ở đây thì giá vé thì chỉ có 8 đồng 50 thôi. Chờ chờ mua vé. Vé có phân. Đây là không gian ở trước cái movie này, coi Minion, coi phim Minion, cái con vàng vàng đeo cái cặp kính tròn gọi là nhìn con robot. Quay một chút về không gian của cái khung. Xem tôi đi khung. Không gian của cái khuôn viên chỗ mình chuẩn bị đi xem phim. Ở đây là cái quán. Đây là cửa cổng vô xem phim. Đó, đây là cái rạp lớn không, cái rạp tên là Media Cinemas. Ok, đó, công viên cái này như là cái mall vậy đó, như là cái khu trong này buôn bán đủ thứ. Có Bisa Nasu Biology nè. Biology đọc sao ta? Biology. Uống cà phê quá khan giọng luôn. Uống đá nhiều quá nó ấy cổ. Đó, đây
Thank you.